Thì nghĩ rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ trên kênh HTV News. Bản tin của ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Giới chức Texas, cuộc điều tra về ca tử vong của em dâu, thượng nghị sĩ McConnell đang được tiến hành. Lời tường thuật kinh hoàng của kẻ sát nhân trà trộn vào đám đông âm mưu đánh bom ám sát Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa chỉ trích bài phát biểu liên bang của Tổng thống Biden. Tối cao Pháp viện ấn định ngày xét xử kháng cáo của Tổng thống Trump về quyền miễn trừ. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Giới chức Texas, cuộc điều tra về ca tử vong của em dâu thượng nghị sĩ McConnell đang được tiến hành. Quý vị thân mến, vào ngày 4 tháng 2, các quan chức xác nhận rằng cuộc điều tra về trường hợp tử vong của bà Angela Chow, em dâu lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, đảng Cộng hòa tiểu bang Kentucky, vẫn đang được tiến hành. Tổng giám đốc 50 tuổi của Forbes Group, một công ty vận tải hàng rời có trụ sở tại New York, đã qua đời tại một điền trang tư nhân ở trung tâm Texas vào ngày 11 tháng 2, sau khi chiếc xe Tesla của bà lao xuống ao trong khi các quan chức từ quận Blanco xác định rằng bà Chao đã chết chìm dưới nước và không có hành động nào thể hiện rằng bà đã bị chơi xỏ, thì một lá thư từ văn phòng quận gửi tổng trưởng lý Texas Campbellston cho biết vụ việc này không phải là một vụ tai nạn điển hình. lập luận cho rằng việc công tố sớm các hồ sơ có thể cản trở cuộc điều tra của họ. tuy nhiên các quan chức dường như đã rút lại tuyên bố này vì tuyên bố đó đã thu hút sự chú ý của người dân toàn quốc. Khi được The Epoch Times tiếp cận, Phó chánh văn phòng cảnh sát quận Blanco Robert Wardring khẳng định rằng không có sự thay đổi nào trong cuộc điều tra. Ông nói trong một tuyên bố rằng không có gì thay đổi. Điều tra bước đầu của chúng tôi xác định đây là một vụ tai nạn đáng tiếc. Đây vẫn là một cuộc điều tra cho đến khi tất cả thông tin cần thiết để khép lại cuộc điều tra đều được thu thập và ghi lại. Ông đã không phúc đáp các yêu cầu làm rõ thêm về vụ việc. lời tương thuộc kinh hoàng của kẻ sát nhân, trà trộn vào đám đông, âm mưu đánh bom ám sát Donald Trump. Ngày 1 tháng 3, Bộ An ninh Nội địa Tennessee đã đưa ra một cảnh báo cho các cơ quan cảnh sát ở Tennessee và những tiểu bang lân cận về một người đàn ông bị cáo buộc âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump, đây cử viên đủ điều kiện của đảng Cộng hòa. Thông tin này được công khai Thông qua một bài đăng của ông Stephen Crowder trên X vào hôm thứ Tư ngày 6 tháng 3, trích dẫn một bản tin bị rò rỉ của cảnh sát. Bản tin mà cơ quan này xác nhận rằng đã nêu chi tiết các cáo buộc đối với anh Benjamin Matthew Dayton, gồm cả những lời mà anh được cho là đã nói với mẹ của mình về việc làm hại những người ủng hộ cựu tổng thống Trump, cũng như lên kế hoạch ám sát ông Trump, vốn đã được địa trình lên cục điều tra liên bang thông qua một báo cáo vụ việc của người giám hộ. Thưa quý vị, ngoài những tin nhắn mà anh Dayton được cho là đã gửi cho mẹ mình, hoạt động trên mạng xã hội mà ông Crowder chia sẻ và được The Apple Times xem xét, còn có một bài đăng có nhắc đến một cuốn hướng dẫn nhanh cách sử dụng đạn dược và những tin nhắn chỉ trích chủ nghĩa phát xít trong khi ủng hộ hòa bình cho người Palestine. Anh Dayton, 29 tuổi đến từ Illinois, nhận thấy mình là trung tâm của câu chuyện này khi bị ngắt liên lạc trong rừng quốc gia Khoa Shida ở Arkansas trong một cuộc phỏng vấn độc quyền từ xe tải của mình trên một con đường ở Arkansas, anh Dayton nói với The Apple Times rằng anh có những chi tiết khác về câu chuyện khiến người ta thả anh về và nhận định rằng anh không phải là một mối đe dọa. Khi bị The Apple Times hỏi dùng FBI và Bộ An ninh Nội địa hầu như đã không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng trong một bức thư điện tử, Bộ An ninh Nội địa Tennessee cho biết. Các cơ quan chấp pháp ở Arkansas đã liên lạc với anh Dayton và bản tin nói trên đã được phép hết hiệu lực. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, một nhân viên thông tin công cộng của văn phòng FBI tại Memphis, Tennessee, cho biết họ không tiết lộ thông tin chi tiết về những trường hợp này, nhưng lưu ý rằng việc chia sẻ thông tin với các cơ quan chấp pháp và với công chúng là thông lệ thường xuyên nếu trường hợp đó được coi là một mối đe dọa. Phát ngôn viên này nói: tôi có thể nói với quý vị rằng việc fbi chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi là thông lệ và đôi khi họ đưa thông tin đó vào các tài liệu của chính họ hoặc vào trong các mẫu thông tin cho các nhân viên hoặc các đặc vụ của họ tại địa phương ông nói thêm rằng nếu như có bất kỳ thông tin gì mà chúng tôi có là đáng lo ngại mà chúng tôi muốn công chúng biết dù là một mối đe dọa hay bất cứ điều gì thì chúng tôi sẽ trực tiếp thông báo cho công chúng Bộ An toàn Công cộng Arkansas nói với The Epoch Times rằng họ đang trong quá trình xác định những thông tin nào có thể tiết lộ, nhưng không cung cấp thông tin cập nhật trước khi xuất bản bài viết này. Chiêu trò chính trị. Anh Dayton tự giới thiệu mình là người đứng sau Ben Dayton Music cùng các kênh truyền thông liên quan và hoạt động trên chiếc xe tải Chevrolet G20 đời 1995 anh nhấn mạnh việc mình dốc sức thúc đẩy hòa bình cho palestine với nội dung mang tính hòa bình cấp tiến trên mạng xã hội coi hoạt động trên mạng xã hội của mình là mang tính chiến lược và có mục đích mặc dù có thái độ coi thường rõ ràng đối với mạng xã hội nhưng anh coi đó như một công cụ để hoạt động anh nói đến việc chia sẻ của một cuốn sổ tay hướng dẫn vũ khí đã được giải mật và một bài báo về gaza trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý đối với chính nghĩa của người palestine Sách hướng dẫn sử dụng vũ khí gồm có một bài báo và kèm theo bức ảnh đồ họa được cho là về những đứa trẻ đã thiệt mạng ở Gaza, với phần cuối của video hiển thị dòng chữ tràn vào hệ thống và đe dọa những người trong danh sách theo dõi. Anh Dayton mô tả những hành động này là những chiêu trò chính trị, chứ không phải là những mối đe dọa thực sự, điều mà FBI và các nhà chức trách ở Kansas dường như đã đồng tình khi thả anh ra một đoàn xe quân sự liên bang có vũ trang tiến đến gần. Anh Dayton kể về những chuyến đi của mình, việc anh sử dụng mạng xã hội để vận động chính trị, đặc biệt là liên quan đến hòa bình cho Palestine và các dự án âm nhạc mà anh đang thực hiện, bán âm nhạc từ thị trấn này sang thị trấn khác và từ tiểu bang này đến tiểu bang khác. Anh đang cắm trại thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát tiểu bang ở Kansas thông báo rằng họ gần như đã tìm thấy anh ấy họ lôi tôi ra khỏi chiếc xe tải và tôi vẫn đang nói chuyện điện thoại với người cảnh sát tiểu bang đó một người thực sự tuyệt vời và thật điềm tĩnh rồi tôi nhìn thấy đoàn xe này dọc theo con đường đất này và đó là một đoàn xe quân sự ý tôi là một đoàn xe quân sự có vũ trang của liên bang có những người đàn ông mặc đồ rằng ri mang theo súng trường và họ đang ở dọc theo con đường để quan sát tôi anh kể rằng khi cơ quan chấp pháp và các đặc vụ liên bang tiến đến họ đã đưa anh lên một chiếc xe cấp cứu để thẩm vấn. Anh Dayton kể rằng anh đã lường trước việc bị giám sát kỹ lưỡng vì các bài đăng về chính trị của mình, nhưng thấy sợn sốt trước những cáo buộc về ý định bạo lực. Anh nhấn mạnh rằng anh cống hiến cho tinh thần bất bạo động và biểu lộ sự ngạc nhiên trước tình huống căng thẳng do các nhà hoạt động chính trị trực tuyến của mình anh cho biết anh bị fbi và sở mật vụ thẩm vấn họ đã hỏi anh ấy một số câu hỏi để kết luận rằng anh sẽ không đánh bom bất kỳ ai anh kể họ hỏi tôi về những câu hỏi rất buồn cười như tôi đã bao giờ cố tình lập bản đồ vị trí của những người được sở mật vụ bảo vệ chưa ý tôi là đây chính là đây thực sự là một hành động chạm đến lòng tự trọng và đồng thời cũng vô cùng kinh hoàng kinh hoàng vì đó là chủ nghĩa phát xít ở dạng thuần túy nhất ý tôi là về một bài đăng chia sẻ tin tức trên mạng xã hội. Và quý vị biết đó, tôi thực ra vẫn còn đau lòng vì trải nghiệm khó chịu này. Chủ tịch Hạ viện và Đảng Cộng hòa chỉ trích bài phát biểu liên bang của Tổng thống Biden. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nhà lập pháp khác trong Đảng Cộng hòa đã chỉ trích gay gắt bài phát biểu liên bang siêu đảng phái của Tổng thống Joe Biden tối thứ Năm ngày 7 tháng 3, Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Johnson nhấn mạnh rằng, ông Biden đã không đưa ra bất kỳ khoảnh khắc đoàn kết nào trong bài phát biểu liên bang trước Quốc hội và người dân cả nước vào tối thứ Năm ngày 7 tháng 3. Khi được phóng viên hỏi về phản ứng tổng thể với bài phát biểu của ông Biden, ông Johnson nói, Vâng, chúng tôi đã thất vọng, Ý tôi là hãy xem. Thông thường trong bài phát biểu liên bang, chúng ta phải có một vài khoảng khắc lưỡng đảng đề cập đến những thứ mà chúng ta có thể thống nhất và đồng ý cùng nhau. Tổng thống Biden đã không đưa ra bất kỳ khoảnh khắc nào như thế trong tôi hôm nay. Đó là một bài phát biểu cực kỳ đảng phái. Tôi không biết phải gọi nó theo cách nào khác. Đó là một bài phát biểu mang tính chất chiến dịch tranh cử và là một bài phát biểu mang tính châm chọc. Ông Johnson cho hay, Mọi người nói rằng tôi đã biểu hiện nét mặt khôi hài. Tôi đã cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh queo, nhưng rất là khó làm thế. Tôi đã không đồng ý kịch liệt với rất nhiều thứ ông ta nói, và tôi nghĩ mọi người cũng thế. Dân biểu Andy Ogles, đảng Cộng hòa Tennessee, khi trao đổi với Breitbart News, đã nhấn mạnh đến tính chất đảng phái của bài phát biểu liên bang của ông Biden. Ông Andy Ogles nói, nó là sức đảng phái, Bài phát biểu năm ngoái cũng thế và bài phát biểu lần này khá om som, có hò hét, có châm chọc, nhiều hơn bài phát biểu năm ngoái. Dân biểu Ben Clinton đảng Cộng hòa Virginia nói với báo giới rằng ông chưa từng thấy một bài phát biểu liên bang nào có tính đảng phái như bài phát biểu vào tối ngày 7 tháng 3 của Tổng thống Biden. Ông Ben Clinton nói, Tổng thống này rất đảng phái và trong một năm bầu cử khi ông ta có tỷ lệ ủng hộ rất thấp trong các cuộc thăm dò thì tôi không ngạc nhiên khi ông ta sẽ la gào và giận dữ. Một lão già la hét. Ông Ben Klein cũng cho rằng bài phát biểu của ông Biden cực kỳ giống bài phát biểu tranh cử. Ông Ben Klein bày tỏ, đây là người đàn ông đã ở Washington hơn 50 năm và kế hoạch chính sách của ông ta là kiểm soát súng nhiều hơn, thuế nhiều hơn và tự do chi tiêu, nhiều chính sách làm phát hơn khiến tăng thâm hụt liên bang và chia rẽ chúng ta theo giai cấp, chủng tộc, giới tính, và bằng tất cả những cách phân loại mà đảng dân chủ ưa thích, cựu tổng thống và cũng là ứng viên tổng thống 2024 của đảng cộng hòa, ông Donald Trump đã lên án gay gắt bài phát biểu liên bang của người kế nhiệm. Ông Trump nói trên Fox News rằng ông Biden rõ ràng đã bị hội chứng loạn trí vì Trump giai đoạn cuối. Ông Trump nói ông ta rất tức giận, rối loạn thần kinh và trình bày sai nhiều sự việc trong hầu hết mọi chủ đề mà ông ta đề cập. Ông Trump nhấn mạnh ông ta bị hội chứng loạn trí vì Trump giai đoạn cuối và chỉ có thể được chữa trị thông qua luận tội. Tối cao pháp viện ấn định ngày xét xử kháng cáo của tổng thống Trump về quyền miễn trừ. Tối cao pháp viện đã ấn định ngày 25 tháng 4 là ngày sẽ nghe tranh luận trực tiếp về khiếu nại của cựu tổng thống Donald Trump rằng ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố trong phiên tòa ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Được công bố vào ngày 6 tháng 3, đây có thể là một phiên điều trần lịch sử vì các thẩm phán sẽ phải giải quyết một vài thắc mắc quan trọng về khiến pháp tương đối chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ bầu cử lần này. Cụ thể hơn, họ đồng ý xem xét câu hỏi rằng liệu và nếu có thì ở mức độ nào một cựu tổng thống được hưởng quyền miễn trừ tổng thống khỏi bị truy tố hình sự đối với hành vi bị cáo buộc liên quan đến các hành động theo thẩm quyền trong nhiệm kỳ của mình. Ngày được ấn định trong tháng 4 nêu trên là cách khoảng 5 tháng sau khi biện lý đặc biệt Jack Smith yêu cầu pháp viện giải quyết nhanh kháng cáo của cựu tổng thống Trump và bỏ qua quy trình thông thường mà theo đó một tòa phúc thẩm cấp dưới xét xử vụ án này cựu Tổng thống Trump cuối cùng đã thua kiện trước Tòa Phúc Thẩm Liên bang khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nơi đã bác bỏ lập luận của ông rằng các Tổng thống phải bị quốc hội đàn hạt và kết án trước khi họ có thể bị truy tố hình sự tại các tòa án điều 3. Ông Smith và thẩm phán khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn Tanya Trudkan đã nhắm đến ngày 4 tháng 3 để bắt đầu phiên tòa xét xử cựu tổng thống Donald Trump, nhưng quyết định đó cuối cùng đã bị hoãn lại do kháng cáo của ông lên tòa phúc thẩm liên bang khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hành động mới nhất của tối cao pháp viện giúp tổng thống Trump có thêm thời gian và khiến toàn bộ phiên tòa gặp trở ngại khi ông lập luận rằng mỗi một hoạt động bị cáo buộc trong bản cáo trạng của ông Smith đều được bảo vệ bởi quyền miễn trừ tổng thống. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.